cái mương khô queo luôn, không có nước nào hết trơn. Bạn không còn miếng nước luôn, lấy gì mà giật gà nó uống trời, không queo, không còn miếng nước. Riết được cái gì cũng chắc ăn, chắc đóng ở đây để tôi rửa mà. Mốt đập bể mẹ hết đi lấy miếng rùa ăn. Có mấy cái tô muỗng để 3-4 ngày chưa hay rửa. Chắc đóng ở đây nè. Thấy thằng gớm. Cưới về làm như con ở đời. Cơm bưng nước rót, làm đầu bếp nấu ăn rồi giờ làm đầu xiên rửa chén luôn. Vậy chứ hở ra gì cũng binh gái mà, dễ ăn cũng cho rửa chén nữa, bắt tôi rửa. Mốt lấy miếng dùa mà ăn. Ăn xong dục cái khỏi rửa. Đỡ. Quỷ. Chồng kêu dặn rồi 5 lần mới được, không có lần nào đi đám giỗ vợ quải mà về sớm hết trơn, đi chết luôn ở đám nè, không có về. Ăn nhậu thiếp mới sợ ung thư chết mẹ rồi đi, báo quá trời. Ẩm này nước không queo, không có miếng nước. Bữa đêm á 1-2 giờ khuya á canh. Canh dặn nước có xài. Ban ngày nước không có chảy nổi luôn. Biết cái nó cực khổ như sao bò bị chán quá trời. Cưới có mấy chỉ vàng về, về cũng mấy là hết trơn, tôi được giữ đâu. Giờ làm như con ở, con ở Hồng Kông, không có trả tiền. Ở nhà như đại lý nước vậy. Ôi thao đậu quá trời. Múc nước có xài chứ không lỏng có nước xài luôn.
Bá về ở ngoài hết thở luôn. Mà quánh đó luôn. Nhà chiên gia ăn còn có con miếng cũng để cái nồi, trút ra chén rồi rửa mẹ cái nồi đi. Không, để nguyên cái nồi để cho tôi rửa chứ giờ hết ăn rồi rửa làm sao. Chanh chua ngon như trời. Chuyện ai nữa? Mày ơi,
ơi. Lần nào cũng vậy á, ăn nhậu cố cho nó về về nhà. Làm điên làm khùng mà mày á bà. Điên khùng á nha. Mày á mày. Im đi. Im đi mày. Mày. Ngủ quá, vô ngủ à. Ra đây. Mày á, mày vô phải chứ. Má mày đừng hỏi xỉn xỉn là con đồng điên hà. Dí kiếm. Tao mà chết hả là nhà mày ăn cám đó. Mẹ mày. Nhà ăn có mấy chén tổ cũng rửa mắt tao rửa. Để tao làm dâu nữa, làm với làm nội đó, đỡ ông xin nhà mày vậy đó. Vừa vừa phải phải thôi. Tao cũng là con người mà. Sao gia đình mày đối xử tao ác sợ bạc vậy? Hả? Hết mẹ mày bây giờ tới mày nữa hả? Có phải con người không? Mày ơi! Khổ chứ trời! Mày dế mày. Mẹ bà. Ý! Bỏ ra mấy con mấy chị về ngày cưới ta hả? Bây giờ mày bắt mắt tao mày làm mồi. Ác nhân nghe chưa? Có mấy chị về ngày gì? Về má mày lấy, má mày cấm hết trơn hả? Tội rồi. Tao có cái quần không chứ có gì đâu. Về đây hả mượn mộ cho gia đình mày. Ăn ở thấp vô thấp tớt quá mà. Tiêu rồi đây. Nội đi ra lẩu tiêu rồi. Ra chém chết mẹ quá. Con mày nữa mày. Chó đẻ. Má mày. Chịu má đâu. Không ở mẹ con mày đâu. Thấy không.
Má mới về má. Trời ơi, nãy con đi hái nấm muống nè. Nãy lội thấy ngon quá, lội xuống hái nấm muống mình mệt nhẹ bắt chân luôn. Không có mệt nha, rồi đi hái về. Dạ. Rồi thôi gót rồi đó. Nay chở má chồng má đi về tỉnh dưới ngoại lắm dở rồi, bữa nó mới về. Dạ.
cho nên xin má về cho hết bữa. Cô má nấu cơm chưa? Nãy đang đi với má thì thấy muốn mọc thấy ngon quá thì lội xuống. Nghe mà thấy ngon quá tính về thấy thì con bóp lỗi con với má ăn cắn cơm ăn bậy. Làm gì đó là làm ăn chuẩn bị nấu cơm chưa có ăn. Đi con ra thằng nước.